chỉ 2 tiếng đồng hồ mà có những gia đình chúng tôi là sạch sẽ luôn, không còn cái gì nữa. Thẫn thờ, ngỡ ngàng, thảng thốt là tâm trạng của người dân Khánh Hòa, nơi vốn được mệnh danh là thiên đường không có bão. Biến đổi khí hậu, vấn đề toàn cầu không còn là chuyện riêng của bất kỳ quốc gia hay địa phương nào. Sự càn quét lịch sử của Damri, cơn bão số 12 ở Khánh Hòa đã cho thấy không còn khái niệm nơi an toàn nhất. Mức độ thiệt hại phụ thuộc rất nhiều vào cách ứng xử của con người trước thiên tai. Dồn dập những thông tin cảnh báo đường đi của bão Damri. Phía Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận. Hồi 16 giờ ngày 3 tháng 11, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây. Phó Thủ tướng Chính phủ kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống bão. Liên tiếp các cuộc họp khẩn về ứng phó với bão. Cả nước hồi hộp theo dõi diễn biến từng giờ của bão. Thế nhưng, người dân Khánh Hòa thì vẫn bình thản như không. Bờ biển Nha Trang, trước vài giờ bão Damri ập đến. Cảnh tượng này rất quen thuộc với người dân thành phố biển mỗi khi nghe nói Nha Trang sắp có bão. Mấy đợt trước thì nghe bão đi các vùng khác, mà hôm nay bão vô Nha Trang thử, hai chồng cũng nghỉ, con cái cũng được nghỉ, cho nên đi ra ngắm cảnh coi thử bão vô như thế nào. Em nghe mẹ nói ở đây có bão nên em ra đây xem nó sao, xong rồi em về nhà em còn phòng tránh được. Ra đây đỡ em coi cảnh biển Nha Trang khi đón cái cơn bão sắp tới này như thế nào. Không ra gì không sợ hả? Dạ, em thấy mọi người ra bình thường em cũng ra. Chừng nào thấy mọi người mà vô thì em chỉ vô. Từ vài chục năm qua, Nha Trang Khánh Hòa gần như chưa gặp phải một cơn bão lớn nào. Thêm vài lần dự báo thiếu chính xác, người dân càng chủ quan, càng tò mò, không một chút sợ hãi, lo lắng. Sống chết người có số rồi, không sợ nữa. Ung dung, vui vẻ là thái độ của nhiều người, mặc cho những cảnh báo về mức độ nguy hiểm của bão Damri. Ở một nơi khác, Hồ Đá Bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, trong ngày xả lũ trước bão. Thay vì lo chằng chống nhà cửa, những thanh niên này lại hồn nhiên bắt cá. Đùa giỡn với dòng lũ, mạo hiểm với tính mạng của chính mình là cách mà nhiều người dân ứng phó với bão. Ngày 4 tháng 11 năm 2017 là một ngày không thể quên đối với người dân Khánh Hòa. Damri, cơn bão số 12 với sức gió cấp 12, giật cấp 15, đổ bộ trực tiếp vào vùng đất vốn trước đây rất yên bình và ít bão. Tương tự với sức uy hiếp của cơn bão Linda với các tỉnh miền đồng bằng sông Cửu Long hay siêu bão Haiyan, sức càn quét của bão Damri khiến Khánh Hòa tan hoang. Tình trạng của gia đình tôi là có hai căn nhà thiệt hại là đều bị sập hết, bị bay tôn hết. Phòng này bị bay xong là chạy sang phòng khác nấp. Xong cứ là chỗ hết nhà này bị xong là sang nhà khác vậy á. Nhà cửa đồ tan nát hết, ở sau nhà đồ cũng tan hết. Cây cối đồ gãy hết, không có còn ghè gì cũng trôi luôn. Nó đi hết xuống còn cái nhà này. Có cái gì này. Gần 2.000 căn nhà bị sập hoàn toàn. Hơn 3.000 căn khác bị tốc mái. Bão Damri cũng đã cướp đi sinh mạng của 44 người và làm hàng trăm người khác bị thương. Và còn rất nhiều người mất tích, cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Không ít nạn nhân xấu số đã vĩnh viễn nằm lại với biển. Không khí u ám, ảm đạm, bao trùm ở những nơi bão đi qua. Tại các làng chài, thôn xóm nghèo,
đâu đâu cũng nhuốm màu tang thương. Không ít gia đình trong phút chốc mất cả 2 đến 3 người thân. Nhiều nhà mất đi trụ cột lao động chính của gia đình. Bây giờ này 50 tuổi chết rồi, bỏ lại 4 đứa cháu rồi. Dù biết thông tin về bão đang ri, nhưng trong tâm thức của nhiều người luôn mặc định bão sẽ chuyển hướng, suy yếu hoặc không đáng kể. Khi mà bão đến thì anh có biết thông tin không? Biết gì mà đậu cũng lửa mấy chỗ im đậu mà giờ không có sốt, nói chung không có sốt chỗ nào mà không thiệt hại đó. Thì mày đều nghĩ cũng không đến nổi mà ai ngờ mày nó giá mạnh quá thì nó quýnh bị rồi dâng lên núi hết rồi. Ghi cổ rồi á, tắp hết, từ cái tới dứt hết, xuống túc như kia, bị cây rồi, bị ngừ đồ, nói chung cũng nhiều. Không chỉ mất mát lớn về số người chết, sau cơn bão Damri, Khánh Hòa, một trong những tỉnh nằm trong câu lạc bộ 16.000 tỷ của cả nước, gần như tê liệt cả nền kinh tế. Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy sản, mất trắng. Doanh nghiệp lao đao vì nhà xưởng, máy móc, thiết bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại kinh tế do bão Damri gây ra lên đến con số kỷ lục 14.700 tỷ đồng. Người dân thì thờ ơ, lơ là trước những thông tin cảnh báo về bão. Trong khi đó, sự lúng túng của chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng do lần đầu tiên gặp phải bão lớn cũng là nguyên nhân dẫn tới thiệt hại nặng nề. Đối với chính quyền địa phương cũng như là các cơ quan chức năng thì cũng còn có phần hạn chế trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp dằn chống nhà cửa để mà ứng phó với cơn bão. Một số trường hợp người dân đã quay trở lại khu vực nguy hiểm trong khi cái điều kiện về an toàn chưa đảm bảo đã dẫn đến những thiệt hại về người và tài sản. Chưa hết hoàng hồn với cơn bão Damri, chưa kịp khắc phục thiệt hại sau bão. Khi hay tin bão số 14 ập tới, nhiều người đã biết lo phòng tránh. Ở Khánh Hòa chưa có nên mình ý y mình không dàn, vừa rồi thì nó bay hết tất cả, giờ mình phải dàn. Kinh nghiệm muộn màng cuối cùng cũng được rút ra từ bài học quá đắt trong cơn bão Damri. Cái kinh nghiệm chống bão của cả chính quyền rồi cả của người dân thì đều thiếu kinh nghiệm, không như ở những cái địa phương mà bão nó về thường xuyên. Đấy. Cho nên rút kinh nghiệm vừa rồi đấy là cái thiệt hại rất là lớn. Cho nên này hết sức chủ động, không được chủ quan. Đấy. Phải tập trung đảm bảo an toàn trên biển. Tất cả tàu thuyền ở ngoài biển là phải vào bờ, nếu không phải cưỡng chế. Bão 12 chưa nguôi, bão 14 lại tới. Và còn bao nhiêu cơn bão khác, người dân Khánh Hòa gồng mình chống chọi qua mùa mưa năm nay. Phía trước họ là biết bao bộn bề, lo toan về một tương lai cuộc sống bất định. Phải mất nhiều năm để Khánh Hòa vực dậy sau bão Damri. Tổn thất nặng nề là lời cảnh tỉnh cho những ai thách thức mẹ thiên nhiên. Ứng xử có trách nhiệm trước biến đổi khí hậu là vấn đề đặt ra đối với mỗi quốc gia, từng địa phương. Hậu quả sẽ rất kinh hoàng nếu con người bàng quan, đùa với thiên tai.